Xin kính chào toàn thể quý anh chị. Sau đây cho phép tôi xin được giới thiệu ban điều hành của chapter Binance Wealthy qua các nhiệm kỳ cũng như giới thiệu về các thành viên của chapter Binance Wealthy. Chủ tịch Binance Wealthy qua các nhiệm kỳ 1 anh Lê Quyết Thắng, nhiệm kỳ 2 anh Đinh Ngọc Thi, nhiệm kỳ 3 anh Trần Đình Trọng, nhiệm kỳ 4 anh Trần Nhân Giác, nhiệm kỳ 5 anh Hà Văn Thịnh, anh Đỗ Công Minh, nhiệm kỳ 7 anh Nguyễn Văn Quyết, nhiệm kỳ 9 anh Võ Văn Dũng, nhiệm kỳ 11 anh Lê Hoài Phương, nhiệm kỳ 8, 10, 12, 13 anh Vũ Huy Bách. Về các thành viên của Binance Wealthy, thứ nhất anh Vũ Huy Bách đang là chủ tịch với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đến từ New Zealand với các dòng sản phẩm chuyên về sữa non kháng thể đến từ công ty Care4 Việt Nam. Anh Nguyễn Trung Hoàng, phó chủ tịch đến từ Hoàng Quân Camera chuyên về các thiết bị camera, các thiết bị giám sát an ninh báo động chống trộm. Phạm Tổng Thư ký chị Phạm Thị Thùy Duyên đến từ Sun Media chuyên về các lĩnh vực truyền thông. Anh Lê Hoài Phương đến từ công ty Khang Tín Phát với các lĩnh vực liên quan đến kế toán thuế. Chị Thái Thị Ý Như đến từ công ty Phong Thủy Ông Phúc chuyên về các lĩnh vực tử vi phong thủy. Anh Nguyễn Tuấn Đạt đến từ cửa hàng hoa tươi Dai Dung chuyên về các lĩnh vực hoa tươi. Chị Nguyễn Thị Thanh Mai đến từ văn phòng phẩm An Nguyên Cát với lĩnh vực kinh doanh chuyên về lĩnh vực văn phòng phẩm. Anh Võ Văn Dũng đến từ luật Gia Vinh với các sản phẩm liên quan đến luật. Anh Đào Duy Quang Nhật đến từ công ty máy tính Đào Phát Lộc chuyên về các thiết bị máy tính, máy in và các dụng cụ liên quan. Chị Hà Thị Trâm đến từ công ty thực phẩm sạch Bát Giới chuyên về các dòng sản phẩm thực phẩm sạch từ thịt heo. Chị Ngô Thị Hiền đến từ công ty dược phẩm Yến Tâm chuyên về các loại thực phẩm chức năng, dược phẩm. Chị Đào Thị Nguyên Trang đến từ nhà hàng hải sản Trang Hào chuyên về các món hải sản đồng quê. Chị Mai Thụy Thủy Tiên đến từ công ty Thiên Phúc Thịnh chuyên các loại bất động sản cho thuê. Anh Nguyễn Tiến Lực đến từ công ty Thái Nhật Quang với các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ Hàn Quốc làm máy CRM. Anh Phạm Văn Sĩ đến từ công ty vật liệu xây dựng Tiến Dũng với các sản phẩm về vật liệu xây dựng. Chị Vũ Thị Hoài Thu đến từ Yến Xào Thọ Khang với các dòng sản phẩm chuyên về Yến. Chị Phạm Nguyễn Hải Yến đến từ công ty Uniform CNY chuyên về các lĩnh vực đồng phục. Anh chị Nguyên Quang đến từ hệ thống nha khoa răng hàm mặt Sài Gòn Biên Hòa chuyên về các lĩnh vực thuộc nha khoa. Chị Ngô Thị Sâm chuyên về các thiết bị máy lọc nước và các sản phẩm nước ion kiềm Fijiwa. Anh Vũ Đức Tiệp đến từ Gara ô tô 26 chuyên sửa chữa và chăm sóc ô tô. Anh Nguyễn Đức Anh đến từ công ty nội thất Phát Decor chuyên các sản phẩm nội thất thông minh. Chị Vũ Thị Hải Yến đến từ Body Phương Anh chuyên về các sản phẩm thuộc lĩnh vực spa và đào tạo. Chị Nguyễn Thị Kim Sương đến từ văn phòng bảo hiểm nhân thọ Dai Chi Nai Biên Hòa 3 chuyên về các lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Chị Đỗ Thị Thu Hương đến từ cửa hàng quà tặng Cát Khánh chuyên về các lĩnh vực quà tặng. Anh Đặng Quang Vinh đến từ sàn thương mại điện tử Alibaba chuyên về các lĩnh vực truyền thông thương mại điện tử. Và chị Nguyễn Thị Yên Phương đến từ nước mắm MGS. Một lần nữa, các thành viên của chapter Binance Wealthy xin được gửi lời kính chào tới toàn thể quý anh chị. Thank you.